gần 3 năm trước, chương trình Nhạc Việt theo dòng lịch sử 2 đã làm hài lòng giới thưởng ngoạn. Tất cả khán giả đam mê âm nhạc đã được thỏa mãn với một đêm nhạc tuyệt vời, một đêm nhạc với một dàn dựng công phu, nội dung hoàn hảo. Ban nhạc thính phòng Lê Huy với những nhạc sĩ gạo cội đã đem đến cho giới thưởng ngoạn một chương trình được biên tập, tập dượt kỹ lưỡng cùng những giọng ca đặc sắc hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Những nhạc phẩm cho chương trình đã được chọn lọc cho từng giọng hát thích hợp. Nhạc sĩ Lê Huy xin được tái ngộ với khán thính giả với chương trình Nhạc Việt theo dòng lịch sử số 3 vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại Hí viện Sài Gòn Performing Arts Center đã được tân trang sửa sang. Đặc biệt, lần đầu tiên cùng với ban nhạc Phượng Hoàng Lê Huy, ban nhạc CBC từ Houston, Texas sẽ góp mặt trong chương trình với những nhạc phẩm được tuyển chọn khéo léo cho hợp với chủ đề của đêm nhạc. Một đêm nhạc không thể bỏ qua với những tiếng hát hàng đầu nổi tiếng với dòng nhạc vượt thời gian như Khánh Ly, Lê Uyên, Thái Hiền, Hà Trần cùng với Ngọc Diệp, Trọng Huy và hai MC Vũ Trinh và Jimmy Nhật Hà. Đặc biệt có sự góp mặt của bác sĩ, nhạc sĩ Đào Duy Anh. Ông sẽ ra mắt tác phẩm của mình là Draft Up trong đêm nhạc theo dòng lịch sử số 3. Tác giả sẽ hàn huyên và ký tên tặng cho từng vị khách tham dự chương trình. Quý vị mua vé VIP 95 Mỹ Kim sẽ được tặng sách và mời tham dự bữa ăn đêm hàn huyên với tác giả tại nhà hàng Ngọc Sương sau chương trình ca nhạc. Quý vị mua vé 75 đồng sẽ được tặng CD những tình khúc của nhạc sĩ bác sĩ Đào Duy Anh. Vé hiện có bán tại Tú Quỳnh Media, địa chỉ 9581 Bosa Avenue, Westminster, Cali 92683, số phone 714-331-9724 hoặc nhà hàng Ngọc Sương 714-352-9292 hoặc ban tổ chức 408-802-1565 408-802-1565. Nhạc sĩ Lê Huy trân trọng kính mời. Jimmy kính chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 10 tới đây thì nhạc sĩ Lê Huy sẽ tổ chức một show ca nhạc với chủ đề là Nhạc Việt theo dòng lịch sử kỳ thứ 3. Và một tiếng hát cũng góp mặt trong chương trình đó sẽ lên tâm tình với quý vị, đó là nữ danh ca Khánh Ly. Xin chào cô. Thưa cô, được biết là cô góp mặt trong chương trình Nhạc Việt theo dòng lịch sử kỳ thứ 3 này cùng với cô Lê Uyên, chị Thái Hiền và nhiều ca sĩ khác, có chị Trần Thu Hà nữa. Lâu lắm mới... Dạ, từ lúc mà bắt đầu dịch bệnh cho tới bây giờ 2 năm rồi phải không? Dạ. Mới được gặp lại các bạn, đứng sân khấu, nghe lại tiếng nhạc. Cũng rất là hồi hộp, nhưng mà rất vui vì được gặp lại các bạn, được gặp lại khán giả của mình. Và đặc biệt là chương trình kỳ này chủ đề là Nhạc Việt theo dòng lịch sử, mà với những tác giả trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nè, rồi Lê Uyên Phương và nhiều tác giả khác. Thì thấy đây là một chương trình nhạc chủ đề cũng khá hay trong cái mùa... Hình như là lúc đầu có ông Phạm Duy phải không? Dạ đúng ạ. Nên chắc là gia đình năm nay muốn dành một cái chương trình đặc biệt riêng cho ông Phạm Duy. Cho nên, dạ, trăm năm, 100 năm. 100 năm Phạm Duy. Dạ. Ngày hôm đó chắc là tôi sẽ xin được hát với Lê Uyên. Wow, song ca hai cô. Không, mình xin thôi, không biết người ta có cho không. Dạ. Nói tóm lại là quý vị đến thì chúng tôi sẽ rất là vui được gặp lại quý vị qua những tình khúc mà chính quý vị là những người đã yêu những tình khúc rất là nhiều năm. Dạ đúng. Với nhiều dòng nhạc, với những tiếng hát hàng đầu ngày hôm nay, thì bây giờ quý vị có thể liên lạc ngay với ban tổ chức để có cho mình những cái chiếc vé tốt tại Rạp Sài Gòn Performing Arts vào ngày 16 tháng 10. Tới lúc đó thì quý vị sẽ nghe cô Khánh Ly sẽ chia sẻ thêm về những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những câu chuyện. Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại vào ngày 16 tháng 10. Gần 3 năm trước, chương trình Nhạc Việt theo dòng lịch sử 2 đã làm hài lòng giới thưởng ngoạn. Tất cả khán giả đam mê âm nhạc đã được thỏa mãn với một đêm nhạc tuyệt vời, một đêm nhạc với một dàn dựng công phu, nội dung hoàn hảo. Ban nhạc thính phòng Lê Huy với những nhạc sĩ gạo cội đã đem đến cho giới thưởng ngoạn một chương trình được biên tập, tập dượt kỹ lưỡng cùng những giọng ca đặc sắc hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Những nhạc phẩm cho chương trình đã được chọn lọc cho từng giọng hát thích hợp. Nhạc sĩ Lê Huy xin được tái ngộ với khán thính giả với chương trình Nhạc Việt theo dòng lịch sử số 3 vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại Hí viện Sài Gòn Performing Arts Center đã được tân trang sửa sang. Đặc biệt, lần đầu tiên cùng với ban nhạc Phượng Hoàng Lê Huy, ban nhạc CBC từ Houston, Texas
sẽ góp mặt trong chương trình với những nhạc phẩm được tuyển chọn khéo léo cho hợp với chủ đề của đêm nhạc. Một đêm nhạc không thể bỏ qua với những tiếng hát hàng đầu nổi tiếng với dòng nhạc vượt thời gian như Khánh Ly, Lê Uyên, Thái Hiền, Hà Trần cùng với Ngọc Diệp, Trọng Huy và hai MC Vũ Trinh và Jimmy Nhật Hà. Đặc biệt có sự góp mặt của bác sĩ, nhạc sĩ Đào Duy Anh. Ông sẽ ra mắt tác phẩm của mình là Draft Up trong đêm nhạc theo dòng lịch sử số 3. Tác giả sẽ hàn huyên và ký tên tặng cho từng vị khách tham dự chương trình. Quý vị mua vé VIP 95 Mỹ Kim sẽ được tặng sách và mời tham dự bữa ăn đêm hàn huyên với tác giả tại nhà hàng Ngọc Sương sau chương trình ca nhạc. Quý vị mua vé 75 đồng sẽ được tặng CD những tình khúc của nhạc sĩ bác sĩ Đào Duy Anh. Vé hiện có bán tại Tú Quỳnh Media, địa chỉ 9581 Bosa Avenue, Westminster, Cali 92683, số phone 714-331-9724 hoặc nhà hàng Ngọc Sương 714-352-9292 hoặc ban tổ chức 408-802-1565 408-802-1565. Nhạc sĩ Lê Huy trân trọng kính mời.